Ok, xin chào mọi người, mình là ATD, aka God of Dust. Và ngày hôm nay thì tụi mình sẽ tổ chức một buổi phỏng vấn những thành viên trong nhóm. Và ngày hôm nay thì chúng ta có hai khách mời đầu tiên, đó là Kenny và Xuân Nguyên. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với Kenny. Ok, chào Kenny, Kenny có thể tự giới thiệu một chút về bản thân không? Yeah, và hello chào tất cả mọi người, và tớ là Kenny đây. Ngày thành lập nhóm ATD là ngày tháng năm nào? Là ngày 2 tháng 3, 3 tháng 2. Năm bao nhiêu? Năm 2010. Ok, cái đi hãy kể tên hai thành viên trong nhóm mà đã lập gia đình. Anh Vũ, anh Trọng. Ok, kể tên ba động tác top rock. Chào đâu ạ. Rồi ok, chào Xuân Nguyên. Yeah. Xuân Nguyên có thể tự giới thiệu về bản thân mình được không? Em là Xuân Nguyên, trong nhóm ATD Crew. Em có phải là một rapper không? Em không phải là rapper, rap fan. Ok, Nguyên hãy chọn một người xinh gái nhất trong nhóm mình. Người xinh gái trong nhóm mình hả? Nguyên hãy kể lại ba show diễn mà Nguyên đã từng diễn với nhóm. Ba cái này để hộ bơ. Hộ bơ, yeah. Để hộ bơ hai anh em. Rồi, với được. Cái tự nhất nữa là ai là người có nhiều người yêu nhất nhóm? Nhiều người gì anh? Nhiều người yêu á? Người yêu nhất nhóm là anh Trọng à? Ok. Thôi chắc là anh đang sai à? Đang sai. Đang sai. Ekip chương trình. Yeah. Yeah, ok. Vlog này gửi tới ATD Crew và mọi người hãy subscribe kênh và like vlog này để đón chờ những vlog tiếp theo. Ok. Yeah. Đi đó. Yeah. Cái thôi.